Chúc mừng sinh nhật con gái yêu quý Trần Hồng Thoại Nga, vui khỏe hạnh phúc con nhé. Nhớ vần thơ xưa tặng con gái học trường năng khiếu quận Gò Vấp, khi đài truyền hình HTV9 thành phố Sài Gòn đến nhà quay cảnh con nhà nghèo học giỏi. Nhìn con trên truyền hình, nhìn con trên truyền hình, con nhà nghèo học giỏi, góc học tập của em, tường dập, tôn trọng mái, ba mà vui nghẹn ngào, mắt ngân ngẩn lệ ứa. Con đẹp như vì sao, giữa cuộc đời cơm áo, học như thuyền ngược nước. Con ơi, vững tinh thần, đường đi lên hạnh phúc, đẹp tâm tình hiện dân. Sài Gòn, năm 1999, và con gái đã tốt nghiệp dược sĩ loại giỏi, lấy chồng nghiên cứu sinh tiến sĩ Mỹ rồi hai con giờ định cư xứ Cờ Hoa. Chúc mừng con gái có chị đã tốt nghiệp sau đại học chuyên ngành Artificial Intelligence và liền có việc làm ngay. An tâm, tự tin vượt qua hết chướng ngại con nhé. Con ơi, ba chúc mừng sinh nhật con gái yêu quý đây. Ba của con Trần Hoài Nguyên.